Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ea Hát Leo, tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố các đối tượng gồm Nguyễn Tấn Vũ, Đỗ Quang Trường và Lê Tấn Dũng. Tất cả các bị cáo đều SN 2000 và cùng ngụ thị trấn Ea Drang về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19 giờ ngày 21 tháng 7, Dũng mang theo một chiếc ná cao su đến nhà rủ trường đến nhà vũ chơi. Khi cả ba người đang chơi ở sân nhà vũ thì có tuần ghé ngang nhà rồi vào chơi cùng. Lúc này, vũ nảy sinh ra ý định ném đá xe khách nên đã rủ thêm Dũng, Trường và Tuấn cùng ra đường Hồ Chí Minh, quy lờ 14 cũ, để cùng ném đá thì được cả nhóm đồng ý đi theo. Khi đang đi trên đường, Vũ, Dũng, và trường, mỗi người nhặt một cục đá và chờ sẵn xe khách đến để ném. Đến khoảng 19h30, chiếc xe khách giường nằm của hãng Tân Niên mang BKS 60B022-84 do tài xế chế hữu nguyên mở hoặc đơn SN1983, ngụ ỉn Gia Lai, lưu thông ngang qua liền bị cả vũ, dũng. Và trường lần lượt ném đá làm vỡ hai tấm kính, thiệt hại 12 triệu đồng. Vụ án sẽ được Tòa án Nhân dân huyện EIH Leo tiến hành xét xử trong thời gian tới. Thúy Diễm